Ken Chris xin trân trọng kính chào tất cả quý vị khán giả đến trong chương trình The Pearl of Vietnam, người đẹp nhất Việt Nam. Hôm nay rất là hân hạnh và cũng rất là vui được chào đón một người đẹp đến từ thủ phủ của California, Sacramento. Xin mời tất cả quý vị hãy trồng tràng pháo tay để nồng nhiệt chào đón Hoa hậu Angie Trần. Chào Angie Trần. Mời ngồi. Anh mời em gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả của hệ thống truyền hình VBS. Angie xin được gửi lời chào thân ái đến các quý vị khán thính giả của đài hệ thống VBS. Angie, anh rất là vui và cũng rất hân hạnh đã tiếp chuyện với em một lần vào một năm trước, và trong một cái dịp đó là em đi một cái fashion show của hệ thống truyền hình VBS. Trong đó thì những chiếc áo chúng ta dài cũng như là những chiếc áo mà soiree, tức là long dress, rất là lộng lẫy. Nhưng mà hôm nay đó thì anh phải nói là câu nói đầu tiên là rất là vui gặp lại em và cũng chúc mừng em, là tại vì em vừa ra trường tốt nghiệp 4 năm đại học đúng không? Dạ, em đã vừa tốt nghiệp 2 tuần trước với bằng tốt nghiệp trường Sac State, những ngành y tá. Wow, rất là hay. Nếu mà em nhìn vào cái bức hình này đó của em đó, đó là em liền cái nón lên trên trời và em rất là vui tung tăng như là những học sinh mới vào trường. Thì cái cảm giác nào em lại có một cái giây phút mà gọi là rất là vui nhộn như vậy? Dạ, tại vì khi mà ra trường thì cái cảm giác mình rất là freedom, nhưng mình đã được xong cái nhiệm vụ của mình rồi. Nếu mà mình không ra thì chắc thầy cô cũng phải đi ra, tại tới lúc là phải ra. Nghĩa là em học mà không xong thì đuổi em ra. Dạ. Rất là vui, cô nói rất là dí dỏm. Bây giờ cho anh hỏi chứ, sau khi mà em học ra trường về nursing, em có, anh biết là em có nhiều cái hình cũng như là em có nhiều cái kỷ niệm trong thời gian mà em làm việc, em thực tập đúng không? Và cái đặc biệt nhất, anh chưa có hỏi về cái kinh nghiệm của em bây giờ đâu, mà anh thấy là một cái hình nữa, đó là anh thấy là em làm một cái party. Để ra trường thì em có cái bánh rất là to, làm sao em ăn hết? Dạ, cái bánh to đó là do bạn của em làm cho em, thì không có to, nhưng mà em, anh thấy em nhỏ nhưng mà em ăn nhiều lắm, ăn từ từ thì cũng hết. Wow. Ăn từ từ cũng hết. Dạ. Có nghĩa là thường các cô thường nghe những cái câu người ta nói làm sao các cô ăn rất là từ tốn đúng không? Nhưng mà từ từ rồi nó cũng hết. Dạ, từ từ cũng hết, rồi cũng tốn hết. Rồi cũng tốn hết. Ok, rất là vui. Bây giờ đi vào vấn đề chương trình ngày hôm nay, đó là em biết là em đến với một chương trình rất là đặc biệt, đó là người đẹp nhất Việt Nam, The Pearl of Vietnam. Thì anh biết là em là một cái người đại diện vào năm 2010 đúng không? Dạ. Em được trúng một cái giải, em đạt được một cái vương miện, đó là Hoa hậu của Sacramento. Dạ. Sacramento nó là thủ đô của California đúng không? Thì em có thể chia sẻ là lúc mà em sinh sống ở đó và em học ở đó thì cái thành phố nó như thế nào? Thủ đô chắc chắn là nó phải vui đúng không? Vui nhộn hơn. Thủ đô thì vui nhộn, có những chỗ mà để cho thắng cảnh cho những du khách tới. Rồi, về cái thủ phủ thì cũng có một cái Little Sài Gòn, không có lớn như ở đây nhưng mà cũng đủ để có những món ăn ngon, những cái truyền thống văn hóa Việt Nam mà có thể các em, các bé có thể được hòa nhập vào cái cộng đồng Việt Nam của mình ở đó. Wow. Cho anh hỏi thêm là em học về nursing đúng không? Mà em mới vừa nhắc đến các bé rồi đó. Bây giờ em học nursing, em có phải tiêm thuốc, chích thuốc cho các trẻ em hay không? Dạ, cái đó là cái nhiệm vụ của y tá, là chích thuốc và cho thuốc cho người lớn, con nít. Rồi khi mà em chích cho các trẻ em, các trẻ em có khóc, có đau hay không? Có complain không? Dạ có, phải, em bé thì phải khóc phải đau, nhưng mà em có những cái bí quyết mà làm cho em bé không có đau lắm, mà không có phải khóc nhiều. Như mình cho kẹo hoặc là mình distract mấy em bé cho kẹo, hay nói chuyện chơi hay nói. Dạ. Còn những người lớn như anh thì em làm như thế nào để cho anh, khi mà em tiêm thuốc thì anh không cảm thấy đau? Em đánh đòn. Em đánh đòn. Wow. Cũng được, cũng rất là tốt, là tại vì nếu mà em có can đảm thì cũng đó là một cái điều cũng hay. Khi mà nói đến nursing thì anh biết là nó có nhiều cái công việc chứ không phải là chỉ có một công việc đúng không? Dạ. Tùy theo cái ngành em làm đúng không? Thì khi mà em đi thực tập như vậy đó, ở trong trường của em đó thì em thấy là những cái mà bệnh nhân thường là người ta rất là khó tính đúng không? Nhất là các em mà khó thì em phải dụ các em, phải vỗ ngọt các em, cho bánh cho kẹo. Rồi nếu mà chẳng may mà em có bao giờ em gặp được một cái bệnh nhân nào khó tính không, rồi em giải quyết như thế nào? Ví dụ
Bệnh nhân khó tính thì mình phải tìm hiểu họ tại sao mà họ khó tính, tại sao họ không chịu cái gì, thì mình phải hỏi họ trước những cái gì mà họ không có hài lòng với mình thì mình sẽ cố gắng. Còn nếu mà không được nữa thì mình sẽ hỏi thầy của mình hoặc những cái người mà cấp trên của mình tới giải quyết giùm mình. Nghĩa là em phải biết cái cách để em personable, tức phải cho người khác giải quyết. Đó là cách. Ok, rất là hay. Bây giờ em là hoa hậu 2.000 người của Sacramento, đúng không? Thì em là một người đẹp, có đúng phải không? Em có khi nào em cảm thấy em đẹp không? Dạ, lúc nào em cũng cảm thấy em đẹp. Rất là tế nhiệm, rất là vui. Anh nghĩ rằng cô nào cũng nghĩ là mình đẹp, đúng không? Nhưng mà có bao giờ bạn bè em hay là tất cả gia đình của em lúc nào cũng nói em đẹp không? Có một vài người khen dễ thương, có một vài người khen đẹp, vậy cũng có nhiều ly cũng sexy, nhưng mà mẹ em là người khó tính nhất, không bao giờ khen em hết. Mẹ không bao giờ khen. Có thể đó là cái truyền thống của người Việt, người mẹ khó tính, không có muốn con của mình quá là chảnh. Đúng rồi. Thường thường là cha mẹ cũng có muốn con mình chảnh. Nhưng mà anh nói thật, em có chảnh không? Không, với những người nào mà em ghét thì em chảnh. Anh hỏi hơi quay lại một tí xí. Trong cái chương trình The Pearl of Việt Nam á, đó thì em đã là một người đẹp, thì câu hỏi đặt ra thường thường là em nghĩ nếu mà một người đẹp, em định nghĩa của một cái sắc đẹp như thế nào trong người đó, không phải là chỉ có cái sắc đẹp bên ngoài, nhưng mà em cảm nghĩ như thế nào, thế nào mới gọi là một người trọn vẹn là đẹp? Em nghĩ ngoài cái sắc đẹp bên ngoài thì cái người đó cũng phải có cái tâm hồn ở bên trong, phải có cái đầu óc cũng phải thông minh, mà cũng phải lúc nào mình cũng biết quyết đoán để mình có thể tự lập bản thân được, và lúc nào cũng phải có một cái trái tim mà nhân hậu để giúp đỡ mọi người, thì đó là đẹp bên trong và đẹp bên ngoài. Wow. Các quý vị chắc chắn là sẽ đồng ý với lại câu trả lời của Angie nhà Trần. Bây giờ sau khi em đã học xong 4 năm rồi, em có dự tính là em sẽ học thêm một cái ngành nào chuyên môn hay là màu cao hơn không? Bây giờ thì em sẽ tìm việc làm và để có nhiều thêm kinh nghiệm, thì trong tương lai em sẽ quay lại học thêm để trở thành nurse practitioner. Trong thời gian có thể một vài năm nữa. Khi em đi học như vậy đó thì em có cảm thấy là mình mở mang trí óc, là mình khôn, mình thông minh hơn không? Học thì mình càng ngày mình càng thông minh hơn, nhưng mà mình càng học nhiều mình càng cảm thấy mình có nhiều điều á mình không có biết. Mình phải nói là càng học nhiều mình càng cảm thấy mình không biết nhiều, cho nên có thể càng học càng cảm thấy mình hơi ngu quá. Hơi ngu thôi, chỉ hơi ngu thôi. Nếu mà anh nghĩ là hơi đó thì cũng có thể chữa được, là tại vì em học rồi em sẽ phát triển nhiều hơn, đúng không? Đó là cái điều phải nói là rất hay của một sự học hỏi. Nhưng mà em đã có cái chí, và cũng như là em đã có cái plan để em phải nói là tiến thân. Điều đó là điều rất là hay. Sau đây chúng tôi xin mời tất cả quý vị hãy theo dõi một phần phỏng vấn ngắn của Miss Asian United States và Miss Asia Sacramento. Chúng tôi sẽ trở lại sau số thông tin thương mại. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Hello Miss Asia Sacramento. Yes, hi. How are you? I'm doing great. And how about yourself? I am doing very well. It's a little bit chilly, but I'm holding up right now. Okay, that's good. Me too. What's your name? I am Judy Lee. Judy Lee. So you Chinese, original? Yes, I am. Okay. Good. Quick question for you. You just got a Miss Pageant, right, Asia Sacramento this year, right? What do you feel, and what is the motivation for you to join the Miss Pageant? My motivation was just to be very confident in yourself and having a great self-esteem. Just to see, you know, it's just for fun, you know, not too serious, and just to have fun and have a good experience with this pageant. Yeah, I can see you're very confident. That's number one. And number two, very pretty, very beautiful, right? What do you define the beauty of a woman? The beauty of a woman would be, you know, someone who is very humble, someone who is very helpful, and she will give back to the community, I believe. That's good. That's a very good idea. So what is your plan
after you graduate from school? I actually recently graduated from UC Davis. I am trying to pursue a CPA right now, so look out for me when I get my license. Wow, I love the money, the CPA, right? So in future, you will open your own business, right, to do the tax, right? Mm-hmm. Yeah, that's one of my goals. Okay. What do you think about the American tax right now? American taxes, you know, it's a little bit high. I think Obama can always, you know, cut down the tax a little bit more, just for, especially for the middle class, and probably raise it for the high upper class. Well, I do agree about it. Okay, when we mentioned about the government and then about the tax, okay. So what do you think about the woman? I mean, the young woman role in America, especially, you know, Asian American. Young women, you know, today are very smart, very brilliant. They always get smarter as they grow out. I think that every new generation, you know, it's they get very smart because they learn from very smart parents today. Miss Gigi Lamo, Miss Asian International. Hi, Gigi. Hi, how are you? I'm doing fine, thanks. Please welcome to the Vietnamese community, also the VBS television, the largest television in US and Canada, across the country as well. I have a couple questions for you, Gigi. First of all, are you local or you come from different state? I'm coming from San Francisco, the beautiful city of California. All right, that's a beautiful city. When and where do you attend to Miss Pageant? Well, I got crowned in Jamaica. Okay. Yes, it's a Miss Asian United States. Yes. And Jamaica is a very nice place to get crowned, right. And I'm very proud. And thank you for having me and interviewing me today. Oh, okay. Yeah. What motivate you to join the Miss Asian United States? Well, I've always wanted to be part of this, be a role model of the Asian American communities, and being in this pageant, getting the title make me more, even more motivated to be someone's role model, someone who can look up to. I know your dress you're wearing today is designed by Debbie Nguyen, right? Yeah, exactly. What would you think, and how do you feel, you know, her dressing? Her dress is very, very sophisticated yet elegant. And if you can see my bag, it's very sexy in a way. Oh. And yeah, and then I love her dress, and it's always stunning, especially if you are gonna wear it on a special event or a fashion show. It's always the top game. Yeah. How do you hear about the Vietnamese Day today? Through Debbie. Through Debbie. Wow. Before I ask you another question, can you turn around so let everybody, you know, watch us her dress. We'll be right back.
Thank you.